tên tử tù này nặng đến thế nào mới có thể ép xe tù thành như vậy. Cảnh sát áp giải cũng chỉ cao tới eo của hắn. Cả nhà tù như nghênh đón đại địch vì người tử tù này trông vừa cao to lại vừa nguy hiểm. Nhưng khi quản ngục Pol hỏi chuyện thì anh chàng cao to dũng mãnh lại tỏ vẻ bối rối. Anh nói mình tên Ca Phi đồng âm với Coffee, rồi anh còn cầu xin quản ngục đừng tắt đèn vì anh sợ bóng tối. Pol cũng đã đồng ý và nói mình sẽ không tắt đèn. Thấy thế, Ca Phi liền đưa bàn tay to như quạt hương của mình ra để cảm ơn. Người xung quanh sợ không an toàn, còn Pol thì tin tưởng đưa tay ra nắm. Đến khi cai ngục rời đi, Ca Phi đã nói tôi đã thử cứu vãn nhưng không kịp nữa. Lúc này trực giác của Pol thấy rằng có lẽ Ca Phi đang bị oan. Sau đó anh liền về văn phòng tìm kiếm hồ sơ. Bên trong hồ sơ cho anh biết được Ca Phi đã phạm trọng tội mưu sát. Lúc anh bị bắt, trong tay anh đang ôm hai bé gái chết rất thê thảm. Và không có gì là lạ khi mọi người đều cho rằng anh ấy đã giết chúng. Không lâu sau, một tên tội phạm lại sắp phải lên ghế điện. Quản ngục Pol bên hắn đến những giây phút cuối cùng, và anh luôn lắng nghe hết những lời chăn chối của hắn, cho đến khi hành hình tên tội phạm đã phải cạo hết tóc trên đỉnh đầu, rồi đặt lên một miếng bọt biển đẫm nước và đội mũ điện lên. Sau đó đợi đến giờ hoàng đạo rồi bật công tắc điện lên, miếng bọt biển đã dẫn điện vào não tên tù nhân khiến hắn đau đớn chết đi. Nhưng tên cai ngục Percy vẫn không vừa lòng và tiếp tục xỉ nhục xác chết. Thấy hắn quá đáng nên Brewster đã ngăn cản anh ta lại. Vì sau khi tù nhân chết thì người đó đã trả hết nợ với nhân gian này. Không lâu sau, nhà tù lại đón thêm một tử tù mới tới. Nhưng nhìn anh ta như một tên đần và không hề có chút nguy hiểm nào. Vì thế tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác với hắn. Nhưng Ca Phi lại lên tiếng nhắc nhở mấy anh cai ngục hãy cẩn thận. Vừa mới nói xong thì tên tử tù liền quay ra tấn công cai ngục. Hắn khá biến thái và đã tấn công vào hạ bộ của Pol, khiến căn bệnh viêm niệu đạo của anh càng thêm nghiêm trọng. May thay, một cai ngục khác đã kịp thời đến khống chế được tên tử tù này. Còn Pol lúc này đã đau đến nỗi không đứng dậy được. Thấy thế, Ca Phi liền bảo anh ấy hãy về chỗ mình. Pol thật sự rất tử tế, cho dù đau đến mức không muốn đứng dậy được thì anh vẫn cố đứng dậy tiến lại gần Ca Phi để xem anh ấy làm gì mình. Vừa mới đến lại gần thì Pol liền bị anh ấy kéo lại gần, rồi Ca Phi liền đưa tay xuống sờ đũng quần của Pol. Đột nhiên bóng đèn càng lúc càng sáng cho tới khi phát nổ, rồi từ trong miệng của Ca Phi bay ra vô số những con côn trùng. Sau đó Ca Phi đã nói rằng mình đã thành công ngăn chặn được cơn đau của Pol. Anh cũng không đòi đền ơn, chỉ nói rằng tôi mệt rồi, nằm xuống đi ngủ. Pol cảm thấy nghi ngờ lời nói của Ca Phi và anh đã vào nhà vệ sinh. Anh đi tè và đã không còn cảm giác đau đớn như mọi khi nữa. Giờ thì anh đã tin Ca Phi chính là người chữa căn bệnh viêm niệu đạo cho mình. Những ngày sau, Pol thường xuyên đến quan tâm hỏi han tình hình của Ca Phi hơn, và anh cũng không quên tặng Ca Phi vài miếng bánh để cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng Ca Phi đã không chọn ăn một mình, và anh đã nhờ Pol chia một ít bánh cho những tử tù còn lại. Nhưng anh nhất quyết không chịu chia cho tên biến thái kia. Tên biến thái cũng không biết ăn năn hối cái và đã nhổ nước bọt vào mặt cai ngục. Không những thế, hắn còn cứ thế đi tiểu thẳng vào người họ. Và một điều chắc chắn rằng mấy tên cai ngục sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau đó bọn họ liền lấy vòi nước cao áp xịt cho hắn ngu người. Hắn cũng không phải dạng vừa. Sau một hồi đàm phán với người dọn vệ sinh, hắn đã đổi được một thanh sô-cô-la. Sau đó đợi cai ngục đi đến rồi phun hết đống sô-cô-la vào mặt anh. Và không chỉ riêng tên tử tù đó là thích gây chuyện trong nhà tù, mà còn có tên con ông cháu cha Percy này. Ngày nào hắn cũng hành hạ và làm nhục tử tù làm thú vui. Một hôm đang đi ngang qua, hắn đã bị tên biến thái tóm được. Hắn nói những lời dơ bẩn và hôn lên má tên Percy, cho đến khi Pol lấy súng đe dọa hắn mới chịu thả Percy ra. Còn tên Percy lúc này đã sợ vãi cả đái ra quần. Tên tử tù vừa bị hắn ức hiếp, thấy hắn như thế ông ấy liền cười nhạo. Percy thẹn quá hóa giận ghi thù ông ta trong lòng, mà ông tử tù đó có một con chuột rất đáng yêu. Ông ấy nhờ mọi người sau khi ông chết thì ai đó hãy giúp ông chăm sóc cho con chuột đó. Nhưng lúc này con chuột đã bỏ chạy ra ngoài chơi. Đúng lúc tên Percy ở ngoài liền dùng chân dẫm chết nó rồi rời đi. Ca Phi thấy thế liền bảo mọi người đưa con chuột cho mình trước khi quá muộn. Pol cẩn thận đỡ chú chuột lên rồi đưa vào tay Ca Phi. Lúc này bên trong bàn tay của anh bắt đầu sáng lên. Sau một hồi truyền sức mạnh thì chú chuột đó cũng đã sống lại. Rồi sau đó lại có hàng nghìn con côn trùng bay ra từ mồm Ca Phi. Tất cả cai ngục đều tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Sau đó mọi người lại tìm đến tên cai ngục Percy độc ác và kêu hắn thi hành xong một vụ án khác rồi cút xéo khỏi đây. Nhưng người tiếp theo bị hành hình lại là ông chú mà bị hắn ghét. Percy quả nhiên là một gã độc ác. Hắn cố ý không làm ướt miếng bông với mục đích là làm cho ông chú kia chết trong đau đớn. Khi bất công tắc lên, ông ấy đau đớn kêu gào. Ông ấy không chết ngay khiến những người chứng kiến vô cùng kinh hãi, bao gồm cả tên Percy. Cuối cùng ông ấy đã bị chết cháy. Sau đó tên Percy đã bị mọi người túm lại đánh cho nhiều tử. Nhưng cũng chỉ có thế và mọi người không thể nhốt hắn vào ngục. Hôm nay hai vợ chồng Pol đã đến thăm nhà của trưởng cai ngục. Nhưng đáng buồn là vợ của ông ấy đang bị mắc bệnh nặng. Đôi lúc bà ấy đã mất nhận thức và không còn biết mình là ai. Tối đến hai vợ chồng Pol mãi chẳng ngủ được.
Chắc họ đang suy nghĩ làm cách nào để giúp vợ trưởng cai ngục kia. Sau một đêm suy nghĩ, và anh đã quyết định đến gặp các cai ngục khác và bàn bạc với họ về việc đưa Kafi đến chữa bệnh cho vợ của trưởng cai ngục. Sau một hồi do dự thì tất cả mọi người cũng đã đồng ý đề xuất của Paul, rồi họ đã cùng nhau đi điều chế một ít thuốc mê để lừa cho các tù nhân khác uống và cứ thế ngủ đi. Tên Percy không chịu hợp tác cũng đã bị mọi người bắt nhốt vào phòng giam. Sau đó bọn bắt họ đầu đưa Kafi đi cứu người, nhưng đang đi thì tên biến thái kia đã tỉnh lại rồi tóm lấy Kafi. Kafi lập tức cảm nhận được hắn là một tên tội phạm vô cùng độc ác, cho đến khi cai ngục ngăn cản thì tên biến thái mới chịu bỏ tay ra. Có vẻ các cai ngục này rất tin tưởng Kafi, vì khi ra khỏi nhà giam bọn họ vẫn không hề còng tay tên tử tù này lại. Lâu lắm rồi Kafi mới được thoải mái đi lại như này. Sau một hồi di chuyển thì họ cũng đã đến được nhà của trưởng cai ngục. Lúc này bà ấy đang nằm thoi thóp ở trong phòng, mọi khi gặp ai bà ấy cũng chửi cả đêm. Nay nhìn thấy mặt Kafi, bà ấy đã hiền dịu một cách lạ thường. Kafi cũng nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên bờ môi của bà ấy. Bóng đèn trong phòng cũng bắt đầu sáng mạnh dần lên, dường như Kafi đang hút những đau đớn từ trong cơ thể bà ấy vào mình. Căn nhà lúc này cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, khuôn mặt tiều tụy của bà ấy đã thay đổi thành một người trẻ trung, còn Kafi thì vô cùng đau đớn. Nhưng lần này anh không phun ra những con côn trùng như mọi khi nữa. Lúc này vợ của trưởng cai ngục cũng đã đứng dậy được, rồi bà đã tặng Kafi sợi dây chuyền của bà để thay cho lời cảm ơn. Đến khi trở về Kafi vẫn đau đớn không thôi. Lúc này bọn họ cũng đã thả tên cai ngục Percy xấu xa ra và nói đây là cái giá mà anh ta phải trả cho việc giày vò tử tù kia. Nhưng Percy không chút hối hận và nói các người xong đời rồi. Kafi nghe thấy thế liền kéo Percy lại, rồi anh đã thả hết đám con trùng sau khi chữa bệnh cho bà lão kia vào mồm của hắn. Nhưng sự đau khổ này Percy không chịu đựng được, hắn trở nên ngờ ngạch nhớ ngẩn lảo đảo rời đi. Đúng lúc này tên tử tù biến thái kia lại khiêu khích hắn, nhưng lần này hắn không đái ra quần vào lập tức lấy súng ra bắn chết tên tử tù. Những cai ngục khác chạy đến ngăn cản nhưng đã quá muộn. Khi cái thiện không thể tiêu diệt cái ác thì hãy để cái ác tự tiêu diệt lẫn nhau. Còn Kafi cũng nắm lấy tay quản ngục Paul, anh ấy đem một nửa năng lực của mình truyền cho Paul. Paul cuối cùng cũng biết sự thật về việc giết người của Kafi. Thì ra hai bé gái kia căn bản không phải là do Kafi giết. Kafi chỉ là muốn dùng siêu năng lực để cứu chúng nhưng đã quá muộn. Ngược lại anh bị mọi người nghĩ mình là hung thủ, và không ai hay biết rằng hung thủ thật sự chính là tên tử từ biến thái kia. Hắn được gia đình hai đứa bé giúp đỡ rồi âm thầm sát hại hai đứa bé trong đêm. Tôn đã biết được sự thật nhưng không thể tìm ra cách để cứu Kafi. Anh cảm thấy dằn vặt cả đêm không thể ngủ được. Một con người lương thiện như thế mà chết đi thì thật là phí. Cho nên hôm sau Paul đã đến gặp Kafi và hỏi Kafi rằng anh có muốn tôi đưa anh thoát khỏi đây không? Nhưng Kafi lập tức từ chối, vì anh không còn muốn đối diện với sự đau khổ và ác độc của con người nữa. Và điều anh muốn nhất bây giờ chỉ là được xem bộ phim Thiên Đường. Thế là tất cả cai ngục cùng ngồi xem phim với Kafi. Có lẽ thiên đường như trong bộ phim này mới là nơi Kafi nên thuộc về. Cuối cùng ngày hành hình Kafi cũng đã đến. Những người thân của đứa bé ai nấy cũng nhìn anh với ánh mắt căm thù. Kafi nói mình có thể cảm nhận được ác ý của họ. Nhưng Router dịu dàng nói vậy anh hãy cảm nhận tình thương của chúng tôi đi. Khi Kafi được hỏi lời cuối cùng thì anh chỉ yêu cầu không đội mũ, vì anh ấy rất sợ bóng tối, và bóng tối đó là bóng tối của con người. Paul do dự mãi không chịu ra lệnh hành hình, anh đi lên trước nắm lấy tay Kafi giống như lần đầu họ gặp nhau. Cuối cùng Paul ngấn lệ hạ lệnh, mấy anh cai ngục không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến Kafi bị như vậy. Và giờ thì thiên thần Kafi đã chính thức về với thiên đường. Nhiều năm sau, quản ngục Paul lúc này đã 108 tuổi, vợ và con ông đều đã mất, chỉ còn ông đơn độc sống tiếp trên cõi đời này. Có lẽ đây chính là hình phạt cho ông vì đã giết chết thiên thần. Đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye!